Là khác nhất con này con gì? Đen. Bito. Bito hả? Em này mới về. Mới phú luôn, chưa có tên. Bít tiêu, ốc tiêu. Ốc tiêu. Ồ, chị đặt. Hốc. Cà tím. Bingo. Em đó mới về bầu và bầu lộn. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Bùi Hồ tìm đến đây tìm đến ngôi nhà của một chị nuôi rất là nhiều chó ở đây. Thì theo ước tính thì chị này nuôi khoảng hơn 100 con. Dạ em chào anh. Chào. Dạ. Nhà mình nuôi số lượng chó nhiều là khoảng bao nhiêu con hay anh ha? Khoảng 100 con. Dạ em vô trong được không anh? Em vô trong được chị? Ô quá nhiều chó luôn. Em đi vô nó cắn đâu không? Trời ơi. Nắm tay tao đi vô nè. Ô chị có con chó đó, con chó gì vậy? Chị nuôi chó như thế này lâu chưa? 6 năm rồi. 6 năm, tổng cộng là bao nhiêu con nha chị? Bị đồng dạ. Nó giùm em chị. Tôi nói hiền quen, em có đi. Xích vô đi. Khoảng bao nhiêu đứa chị? Chị 100 mấy đứa. Hiện tại bây giờ là chị 120 đứa còn 20 đứa. Đi đó. Không có gì hết trơn á. Ngoài âm thanh của chị nói á thì còn âm thanh của chó sổ, mình sợ đạp nó. Em sợ đạp trúng nó đau á. Lên đây cho nó an toàn. Thì ở đây là mình tổng cộng là nuôi bao nhiêu loại hả chị? Nhiều lắm, người ta bỏ chị đủ thứ hết trơn á. Hết khi mua đồ lịch sử gì cũng có. Nhưng mà mấy cái em mà thường em cho mấy em điều kiện á là chị cứu xong rồi chị chăm sóc rồi là chị cho hết. Đa phần ở đây là những cái đứa mà xấu xí người ta không nhận rồi mới còn ở đây thôi. À có nghĩa là người ta bỏ chị nhận về chị nuôi. Rồi chị chăm sóc nó. Rồi có nó người đẹp lên. Nó đẹp là có người sinh là chị cho luôn. Đúng rồi. Thì một ngày tụi nó là ăn khoảng bao nhiêu chi phí là bao nhiêu tiền cái gì? Một bao gạo là 3 ngàn. Dạ? Một bao gạo là ăn không tới 3 ngày. Không tới 3 ngày? Không tới 3 ngày, 50 kg á. 2 ngày mấy, gần 3 ngày. Cái công việc ngày của chị là làm gì? Hồi trước chị bán quần áo đồ xe này nè. Nhưng mà bây giờ là do tụi này nhiều, cái người ta không có vô mua được nữa. Thành ra là chị không có buôn bán nữa, mà giờ chị làm nè. Chị làm nè, tụi này nằm nè. Đàn chó mình bao nhiêu con chị? 130 con. Gần 130 con. Dạ. Rồi hiện nay thu nhập của mình có ổn định không? Rồi để mà mua thức ăn, mua gạo cho chó ăn đó, thì nó rất là tốn kém chứ. Không, nhờ ông xã ở nước ngoài. Ông xã chị nước ngoài. Với con trai nó đi làm ở cây xăng á. Đó thì cái thu nhập chính của bây giờ là chỉ có tiền của ông xã thôi. Dạ. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 44. Vì đâu mà chị lại có tình yêu với lại chó như vậy? Chị hương chó là từ hồi đó tới giờ, từ hồi bé giờ là nhà chị là hương chó là nổi tiếng rồi. Mỗi một lần một con chó nào chết là trời ơi, chị em chị khóc vượt vã luôn á. Rồi sau khi mà chị ở Sài Gòn, chị về đây, chị hồi đó chị sống ở Sài Gòn. Chị về đây cái nhân duyên từ nuôi một con chó đầu tiên của mình, xong cái đầu tiên là chị nuôi tới 8 con rồi, có nghĩa là chó nhà đẻ ra chị nuôi luôn. Rồi nhân duyên với một cái em kia, em đó, em biết mấy cái người mà trong hội chó mèo đó. Em có cứu một em là em Su, nó kêu là Su ơi. Thì em nó bị gãy chân, bị chủ nuôi đi coi chừng gà, coi chừng vịt, tới mà bị xe cán rồi cái là đem đi bán, nhưng mà không ai mua hết. Thế là chủ định mang đi về để bỏ trong cái chuồng gà cho chết, nhưng mà đây con Su, đây Su, đừng ăn bọc. Đó là em này nè. Mà giờ mấy con ghé là ngay cái lúc mấy con nhà chị đang bị viêm da. Rồi nó cũng
Phu mang thì đến khi mà chị nó về nó không có chỗ gửi á, nó mang xuống chị thì nó thấy mấy con Phi nhà chị được chăm sóc tốt quá, cái nó rủ chị làm xã hội của chó mèo đi. Thì thời điểm đó chị mới biết là hội chó mèo là gì đó. Nhưng mà chị cũng muốn tham gia thì chị nói ừ thôi bây giờ chị buôn bán được mấy đứa cứ cứu khi còn chị ở đây chị chăm dùm cho. Thì lúc đó mấy đứa cũng có kêu gọi nhưng mà toàn là để lo những cái ca nào thôi, còn những cái đứa nào ở nhà chị là tự chị lo hết. Ở đó chị buôn bán đắt lắm, ở đây là chị ở đó bán nhất ở đây luôn, bán cực kỳ đắt luôn á. Rồi từ từ cứ vậy cứ nhân viên lên cứ cho đến một cái lúc là nhiều lắm luôn, rồi lên 30-40 đứa rồi, mà mỗi một lần mà mang một đứa nào về là trời ơi, ba chị với chị là ba chị chửi chị lên bờ xuống ruộng luôn á. Cứ mỗi một lần mà cứu một đứa về là dữ dàng lắm, đến cuối cùng là ba chị với chị đi đường luôn, ba chị phải đi lưu lạc mấy năm trời ngoài đường á, đuổi ra đường gì nuôi chó. Đúng rồi. Rồi chị nghe đi, cứ nghe đi. Rồi không sao đâu chị. Rồi em thấy vô nè, thấy nó cứ quậy phá miết rồi máy tính này nè, rồi nó đi tứ lung tung, nó có ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình chữ không? Thì đó là ảnh hưởng nên là chị không buôn bán được nè. Ừ. Nhưng mà chó nhà chị thì nó cũng ngoan. Nói tóm lại nó phá cái gì chị cũng ok hết, nhưng mà đừng đánh nhau là được rồi. Dạ. Như bây giờ cưng đang vô là chị đang đi cho mấy đứa bệnh uống không? Ồ, có thuốc rồi đó hả chị? Canxi. Thuốc ở dưới sàn nữa, nhưng mà tại vì buổi sáng chị lên chị bơm ba cái canxi magie cho mấy đứa bị cho rê thần kinh á. Chị có học qua lớp thú y gì không? Không, cái kinh nghiệm của mình thì nuôi riết rồi chó rồi. Chứ bây giờ tôi nghĩ đi, chị mới vừa mang vô 30 mấy đứa đều cà rê hết, rồi bị bạc vô nữa, mà bây giờ nếu mà đi mà một con vậy 100 mấy là bao nhiêu tiền? Thôi bây giờ như thế này, thấy chó đây cũng hơn khoảng 50 con. Kể cả bên đây luôn, xuống sàn. Thôi bây giờ mình xuống sàn đi chị ha. Đàn chó này mình bệnh nuôi bao lâu rồi chị? Hả? Nó có con thì lâu nhất là 6-7 năm. 6-7 năm luôn? Ừ, có con thì mới về. Tại thấy con nhỏ lâu là mới về nè. Chị điều đặc biệt là chị nhớ luôn tên của từng con luôn. Nhớ chứ. Rồi chị bây giờ ở đây ví dụ con này là khác nhất con này con gì? Đen. Bito hả? Em này mới về. Em mới cứu luôn, chưa có tên. Bé tiêu, ốc tiêu. Ốc tiêu. Ồ, chị đặt. Khóc. Cà tử. Bingo. Em đó mới về bầu và bầu lộn. Bầu. Trời ơi, còn bên đây. Mắt hí. À. Mắt gì vậy? Mắt hí. Mắt hí. Mẹ ngồi trên đó là hoàng hậu. Tại vì bà chỉ có ngồi ghế hoặc nằm giỏng thôi. Vậy hả? Trời ơi. Nhớ từng loại con có. Nhớ từng loại con ta ơi. Chị có biết đặc tính của nó không? Thường là chó đặt tên theo đúng cái đặc tính của nó. Mình nuôi mình phải biết cái đặc tính, cái tính cách của từng đứa. Chị ấn tượng với lại cái con nào nhất ở trong bầy này? Trên này. Nếu mà nói trong bầy ấn tượng nhất đó, thì có thể là nó đốm. Đốm đang nằm ở trong đó đó. Tương là đốm là cái đứa mà chết đi sống lại là 7-8 lần. Kể là cuộc đời của đốm là lấy nước mắt của rất là nhiều người. Tại vì em là bị em đi ghe, bị chủ ghe bỏ lại ở bãi, xong rồi được người ta cua mang. Nhưng mà em chó cái đặc tính của nó cứ nghĩ là chủ không phải bỏ quên mình đâu, mà chủ để đó, chủ sẽ quay lại giết mình. Thường những con chó nào bị bỏ rơi nó sẽ quay lại đúng cái nơi bỏ rơi đó, nó đợi chủ nó rước. Nó trung thành mà hay vậy. Đúng rồi. Thì chị không biết là trong cái thời điểm mà nó ở đó nó có quậy bãi rẫy của người ta không, thì cái người chủ rẫy đó nói là nó phá rẫy. Đâu lại con chó đó rồi. Vừa đi vừa kể đi chị. Rồi sao chị? Rồi treo cổ nó lên. Cái chị mình nhận nuôi nó bị đòn, rồi sao nữa? Sáng giờ là lâu nhẹ lần rồi đó. Đó nó đem mẹ nè. Đó mới mấy em bắt hùng nha. Rồi sau khi treo cổ nó lên rồi sao chị? Cái chị chủ đó chị thấy chị mới lại, chị quỳ lại chị xin. Đến hân thiện lắm, rất là hân thiện. Thì chị xin đem về nuôi, rồi mấy cái người mà ăn nhậu ở sớm đó thấy chị này đàn bà quá này, cho nên cứ lại bắt con này hoài vậy đó. Cứ nói là chó hoang, có quyền bắt là treo cổ, bắt treo cổ chính trong nhà nó mấy lần luôn. Và cuối cùng là bị cái anh em thứ út của cái chị đó đập đầu nó đến chết luôn, là máu một cũng ông nghĩ là nó chết rồi, ông mang cũng quăng xuống dưới mương. Đốm hiền lắm, đốm ngoan lắm, đốm chỉ ấn tượng với cái kia cái sợi dây thôi. Thì cái nghiệp con này chưa tới nè, nước ròng xuống thế là nó tự bò lên được, tại vì ông quăng ở đâu mẹ con. Thì ông tự bò lên nhà là bỏ ăn gần mấy ngày trời, là chị chủ bơm cháo bơm đồ mà sống đó. Rồi một lần nó cạp con, ổng là lý do người ta có con mà cống là bắt con nó cạp, nó giữ củi cho lắm luôn. Thế là ổng quyết đánh con này cho chết. Rồi một chị ở gần đó biết chị nè, mới năn nỉ chị xuống cứu là cứu con ở chợ mới nè.
Ồ, ấn tượng quá. Thoát thoát chết mấy lần, treo treo cổ nè, đập đầu nè, trắng nước nè. Ôi, ôi quá quá ấn tượng luôn. Chào đốm nha. Chó nghĩa chào bằng chó đi. Đốm thân thiện lắm, cưng mình nữa mà cũng đừng nữa là đốm chửi đó. Gần cái nha đốm. Đốm nghèo nữa. Nha. Đốm thân thiện mà. À. Đốm chỉ sợ cái cây thôi, đốm chỉ ấn tượng cái cây là đừng đưa cái cây lên là nó là kêu nựng chết rồi. À nựng nựng nữa nè. Rồi nha. Đi nha, bye bye. Ai à, ai à, rồi nựng rồi đó. Có nghĩa không nựng kìa. Nghĩa không nựng đó là nó sủa. À, điều đặc biệt của chị chủ ở đây á thì tất cả các loài chó thì chị đều đặt tên cho nó tùy theo cái đặc tính của từng con và cũng như là đặc điểm của nó. Thì ngoài đó còn có những cái kỷ niệm mà của chị dành cho tụi nó. Sợ lắm mọi người. Giờ đi xuống sàn hả chị ha? Đi xuống sàn đi đường nào? Dạ. Trên 40 kg á. Nó bao nhiêu năm mà tuổi rồi? Con này chắc cũng lắm, không biết ha. Ồ. Em đang này là cũng lâu rồi đó. Em đang trên 10 rồi. Em nhiều tuổi lắm. Em nhiều tuổi nhất là bao nhiêu ha chị ha? Ở đây chị, em nói chết rồi, chị từng nuôi cho em nhiều tuổi nhất đó là 20 mấy tuổi. Nó còn có một khả năng là luôn cái cằm của nó teo vô cằm. Ở đây rồi, chỗ ăn ngủ chị của chị ở đâu chị? Hả? Chị ngủ hả? Cái giọng là chủ ngủ cho chị đó. Cái giọng cái sàn là chủ ngủ của chị đó. Ồ. Nó bay lên nữa rồi ngủ chung với chị luôn quá. Nếu mà hồi trước là chị ngủ niệm là cái niệm của chị là tụi nó nằm hết và chỉ còn có mình tụi thôi. Sau cái tụi nó đái cái dơ là chị bỏ niệm. Nói tóm là chị nằm như là tụi nó chiếm cái đó. Bây giờ chị ngủ giọng mà cái giọng của chị cũng 5-6 con ở trên đó. Cho cái chỗ ngủ của chị nãy là sao xuống xuống rồi. Này cha chị là ngủ cái giọng đó đó. Cái giọng của chị đó là em trai chị ngủ giọng đó đó. Con trai okay. Chị ngủ giọng này nè. Tại vì ngủ bên này để giữ mấy đứa này đó, con trai em trai chị này ngủ giọng đó. Rồi chỗ chung chị ngủ tụi nó cho tụi nó ngủ luôn. Chị ngủ chung với tụi nó luôn chứ không có phòng riêng, có khoảng cách. À, cái này là em chị chia sẻ em tới vậy tí nha. À, khi mà tụi em lại đây á thì về cái mùi của động vật á thì đối với em thì nó có nó cái cảm giác là hôi. Tại vì sáng giờ chị chưa dùng chưa dọn mà. Dạ, nhưng mà chị quen rồi chị không hôi hả chị hả? Đây chỗ ngủ chị đó, còn cái mùi chị đó. Ây da, chỗ ngủ chị đằng đó đó hả? Chó y gan sư tử luôn á. Chị ơi, chạy em vô được không? Ngủ ở đây hả chị? Chị ngủ ở đây. Đây, chó của chị ngủ mà bây giờ chó nó lên ngủ luôn. Thôi, chị ngủ là tụi nó cũng lên nữa. Nhiều ghê không mọi người? Chị xin lỗi mọi người, từ sáng giờ chị không có dùng. Dạ. Mỗi ngày chị dành thời gian cho nó hết hả chị hả? Chị làm mấy cái niệm này nè. À, cho nó ngủ ha. Cái nơi của chị ngủ thì có em này lên đây ngủ luôn. 5-6 con lần buổi sáng xuống. Vậy là chị cứ ngủ giọng miết luôn. Hoặc là tụi nó có cái gì làm chị hay là quá ý nghĩa. Chị có tình yêu động vật rất là lớn luôn. Lết bị đầu. Ở đây cái con nhỏ ốm nhất cũng có, cái con mập nhất cũng có. Cái con ốm nhất là do có chị Huỳnh Thị Như Quy là chị nó cứu chó mèo và bây giờ nó không có. À. Bữa hôm chị giao chó về chùa là chị cứu là đây. Cái em mặc áo này, em có một em là ốm mà chỉ còn hai cái cung xương thôi. Là cứu ở đâu Long An đó là chủ nuôi để kinh doanh. Ở đây chó con bán rồi chó mẹ thì không có tiếp tục nuôi vậy. Thì nó ốm mắt bên đây đỡ rồi. Nó cũng là một con em thần kinh. Rồi em đi ra nha chị. Rồi chị cảm ơn. Con kì à, lên đi chị ơi. Nó sủa lắm mọi người, không có nghe được âm thanh của nó. Có
À. Em thấy chị dành tình yêu đặc biệt với tụi nó quá. Thường á chị là chị không có cưng là chị xuống cho uống thuốc xong rồi chị rút thuốc chị chích vậy đó. Dạ. Con đi hoài, rồi em đã cảm ơn chị chia sẻ với em về những cái tình yêu đặc biệt của mình với chó nha. Chị cảm ơn cưng nhiều. Dạ. Lấy như vậy để chị coi. Dạ. Em là cơ kênh em là Bùi Hồ TV. Bùi Hồ TV. Dạ em cảm ơn. Giống như em đây là Karen bên này. Ồ. Bên này đi lại được nè. Em này cũng vậy.